Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Canh và chặn, cách mà Hà Nội đàn áp các nhà hoạt động nhân quyền. Cho người canh giữ trước nhà hay ngăn chặn việc đi lại là một cách làm có hệ thống của chính quyền Việt Nam để đối phó với các nhà hoạt động nhân quyền. Một phúc trình của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế vừa được công bố cho biết. Phúc trình dài 66 trang có tựa đề là bị nhốt ở trong nhà. Các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam bị hạn chế quyền tự do đi lại đã được Tổ chức Nhân quyền Quốc tế công bố tại một buổi họp báo vào sáng ngày 17 tháng 2 tại Bangkok để kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt việc tùy tiện ngăn cản các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến trên toàn quốc. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cách làm canh và chặn này khiến các nhà hoạt động và các nhà bất đồng chính kiến chịu quản thúc tại gia vô thời hạn. Đây là hình ảnh hai nhân viên an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam xông thẳng đến ông Trịnh Bá Phương khi anh đang phát hình trực tiếp thông tin vụ 3.000 đặc vụ của Bộ Công an đột kích vào làng Đồng Tâm lúc nửa đêm rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 để giết chết cụ Lê Đình Kình. Theo giải thích của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, thì với cách làm này, các nhà hoạt động bị câu lưu trong thời gian vừa đủ lâu để không tham dự được các cuộc biểu tình, các phiên tòa hình sự hay cuộc gặp với các nhà ngoại giao và Tổng thống Mỹ và bị hạn chế xuất nhập cảnh. Hơn 170 trường hợp, phúc trình cũng đã ghi nhận các trường hợp của hơn 170 nhà hoạt động, blogger và nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam bị đàn áp kiểu này. Trong đó có người bị chặn trước cửa nhà, chặn trên đường đi, giữ lại không cho xuất nhập cảnh ở sân bay, cửa khẩu và từ chối cấp hộ chiếu. Trong một đoạn video được Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế trình chiếu tại buổi họp báo, ông Trịnh Bá Phương, một nhà tranh đấu về các quyền về đất đai ở Việt Nam, đã bị tuyên án 10 năm tù, đã quay lại cảnh an ninh, thường phục, dàn trận trước nhà ông và có hành động quát tháo, đe dọa và dường như đã hành hung ông. Một đoạn video khác cho thấy, ông Nguyễn Quang A là nhà bất đồng chính kiến nổi bật ở Hà Nội, bị một số người trẻ mặc thường phục đẩy lại vào nhà khi đang trên đường đi. Chính quyền cho nhân viên an ninh mặc thường phục đóng chốt ngoài tư gia, khóa cửa ra vào của người bất đồng chính kiến bằng khóa ổ, thậm chí đã đổ keo đa năng vào các ổ khóa và đựng dựng rào chắn và các chướng ngại vật và huy động côn đồ địa phương đến để đe dọa người dân. Tờ phúc trình này cũng cho biết như vậy. Vào lúc sự ngăn chặn này cũng đi kèm với sự đe dọa về thân thể. Nếu các nhà hoạt động tìm cách trốn thoát thì họ sẽ bị đánh đập. Ông Philip Robertson, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế đã nói tại buổi họp báo công bố phúc trình. Đây là hình ảnh nhà hoạt động Trịnh Bá Tư, con trai ông Trịnh Bá Khiêm, Cấn Thị Thêu cùng dân oan Dương Nội biểu tình trước tòa vào năm 2014. Bánh bên phải là Trịnh Bá Tư đã bị công an của Việt Nam theo dõi đánh đập hội đồng hôm đi đón bố ra tù vào ngày 25 tháng 6 năm 2015. Trong một số vụ việc, nhân viên an ninh cưỡng chế các nhà hoạt động lên tàu hỏa hoặc máy bay để buộc trở về nơi cư trú cũng theo tờ phúc trình này. Và khi cần đi ra đường hoặc ra nước ngoài hoặc khi làm thủ tục xin cấp hay gia hạn thì các nhà hoạt động này mới biết họ nằm trong danh sách cấm nhập cảnh với những lý do an ninh quốc gia chung. Chính quyền cũng không công bố danh sách cấm xuất nhập cảnh hay thông báo cho những người có tên trong danh sách biết việc họ bị cấm hoặc thông báo cho họ biết thời gian cấm là bao lâu, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế cho biết. Ngay cả khi xuất cảnh với mục đích cá nhân như đi du lịch hay đi chữa bệnh, thì các nhà hoạt động vẫn bị chính quyền chặn lại do quá nhạy cảm với khả năng họ gặp các quan chức nước ngoài hay các nhân vật ở nước ngoài. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế đưa ra trường hợp là bà Nguyễn Thúy Hạnh, người đang bị giam giữ về tội tuyên truyền chống nhà nước, đã bị cầm giữ suốt 10 ngày vào hồi tháng 1 năm 2021 khi Đảng Cộng sản Việt Nam họp đại hội lần thứ 13. Và ông, tiến sĩ Nguyễn Quang A, bị nhân viên an ninh lôi lên xe đi lòng vòng vào hồi năm 2016 để ngăn ông đến gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama, lúc đó đang ở thăm Hà Nội. Đây là hình ảnh vợ chồng nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh bên trái và nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh bên phải bị an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh chảy máu bầm mặt tại Nghệ An khi đi thăm tù nhân lương tâm bị giam giữ tại trại 6 Nghệ An hồi tháng 7 năm 2019.
Tại buổi họp báo, ông Robertson cũng nêu lên trường hợp của bà Phạm Đoan Trang, một nhà báo độc lập đang thụ án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước. Hồi năm 2016, bà Trang cùng một số người bạn lái xe từ Sài Gòn ra Hà Nội để tham dự cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama, nhưng vẫn đã bị chặn lại khi cách Hà Nội 100 km, bị câu lưu và bị buộc phải quay về. Còn về xuất nhập cảnh, Phúc Trình cũng nêu ra các trường hợp của Linh Mục Nguyễn Đình Thục bị ngăn xuất cảnh sang Nhật nhân chuyến thăm của Giáo hoàng Francis vào hồi năm 2019 với lý do để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội. Blogger, nhà báo Phạm Chí Dũng, người cũng đã bị thụ án tù, cũng từng bị chặn lại ở sân bay Tân Sơn Nhất vào hồi năm 2014 khi ông chuẩn bị đáp chuyến bay đi Geneva để điều trần về nhân quyền tại Việt Nam tại kỳ xem xét định kỳ phổ quát của Liên Hợp Quốc. Ăn bánh canh. Cách làm này của chính quyền Việt Nam đã trở nên quen thuộc đối với các nhà hoạt động, đến nỗi nó trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của họ, và thậm chí còn được gọi đùa là đi ăn bánh canh, ông Philip Robertson cho biết. Đây là hình ảnh đám an ninh đang chặn đường tiến sĩ Nguyễn Quang Nga tại ngã tư Nguyễn Lương Bằng, tiếp giao với xã Đàn, gần nhà thờ Thái Hà vào hôm 26 tháng 11. Ảnh do Facebook Peter Lâm Bùi chụp được. Họ còn ứng phó bằng cách lên đường trước vài ngày trước khi xảy ra sự việc nhạy cảm nào đó, nhưng cuối cùng vẫn bị chặn lại, cũng theo ông Robertson. Không chỉ bản thân các nhà hoạt động mà ngay cả những người thân của họ cũng gặp các vấn đề hạn chế đi lại trong hành động, và tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế gọi là trừng phạt tập thể. Tổ chức này cũng chỉ ra những sự kiện chính trị nhạy cảm như đại hội đảng, bầu cử quốc hội, các ngày lễ quốc tế và nhân quyền, và các ngày kỷ niệm các vụ xung đột Việt Nam và Trung Quốc hay chuyến thăm của các nhà lãnh đạo nước ngoài, nhất là Mỹ, là những lúc nhà cầm quyền Việt Nam tăng cường các hoạt động canh giữ và ngăn chặn này. Chính quyền Việt Nam hiển nhiên coi việc một số người đi dự các sự kiện nhân quyền hay tự do tôn giáo hoặc gặp gỡ quan chức nước ngoài tới thăm Việt Nam là một vi phạm, hành vi phạm tội, ông Robertson đã nói. Ông kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy ngay lập tức chấm dứt mọi hạn chế này và sửa đổi các điều luật cản trở quyền tự do căn bản của công dân, và kêu gọi các đối tác và nhà tài trợ cho Việt Nam gây sức ép để chính quyền Việt Nam chấm dứt cách hành xử này. Cộng đồng quốc tế cũng cần phải lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa và đưa vấn đề này ra Liên Hợp Quốc và Hội đồng Nhân quyền Quốc tế, ông Robertson chia sẻ. Trao đổi với Đài tiếng nói Hoa Kỳ từ Hà Nội, ông Nguyễn Đăng Thắng, một nhà bất đồng chính kiến cho biết việc căn canh và chặn đối với ông thường xuyên xảy ra, nhất là trong các cuộc tưởng niệm liên quan đến Trung Quốc, các cuộc biểu tình, các phiên tòa xét xử những nhân vật bất đồng chính kiến. Đây là hình ảnh công an và an ninh bắt người biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội vào ngày 18 tháng 5, ảnh do nhà báo Nguyễn Tường Thụy đã chụp được. Ông nói do ông có thái độ tiếp cận một cách ôn hòa nên không gặp phải thái độ căng thẳng của những người canh giữ ông. Còn những bạn bè ông do cố gắng bảo vệ quyền đi lại nên gặp phản ứng quyết liệt của phía an ninh. Mục đích của những người canh giữ là làm sao mình không đến được địa điểm này, không tham dự được sự việc kia, ông Thắng chia sẻ. Cũng theo lời ông Thắng thì việc quản thúc ông như vậy là không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống cá nhân của ông, vì họ không ngăn chặn tôi đi làm, đi chợ hay đi những công việc cá nhân khác. Để có được phúc trình này, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế đã dựa vào báo chí độc lập, mạng xã hội, blogger độc lập và các trang mạng. Họ cũng đã phỏng vấn trực tiếp các nạn nhân và gia đình cùng với nhân chứng. Đây là lần đầu tiên tổ chức theo dõi nhân quyền xem xét một cách có hệ thống, cách thức hạn chế tự do đi lại của chính quyền Việt Nam để công bố trong một phút trình đầy đủ và toàn diện. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng chưa có phản ứng gì về phúc trình của tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế, nhưng trước giờ họ vẫn khẳng định rằng không có vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Kính mời các bạn xem bản tin Cuộc chiến Trung Quốc xâm lược Việt Nam vào năm 1979 vẫn chưa được truyền dạy đầy đủ. Chưa có triều đại nào trong trang sử nước ta lại hèn đến như vậy. Giặc xâm lăng không dám nói thật tên, hịch tướng sĩ bỗng trở thành đồ nhắm. Mắt Hưng Đạo Vương đâm xuyên ly rượu Mao Đài, hồn tử sĩ đồng thanh bọn Tàu Cộng là quân xâm lược. Nói vậy cho đúng tên, đừng đánh cháo ngôn ngữ, chí trá thế là đủ rồi. Đó chính là một đoạn
trong bài thơ gửi cho đầy tớ được nhà văn Trần Ngọc Tuấn viết trên trang Facebook cá nhân của mình. Đúng 43 năm sau cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc vào Việt Nam mà truyền thông nhà nước gọi là cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Đây là hình ảnh lính Trung Quốc cùng sự yểm trợ của xe tăng tấn công ồ ạt vào lãnh thổ Việt Nam vào năm 1979. Trao đổi với Đài Tiếng Nói FA sáng ngày 16 tháng 2 năm 2022, nhà văn Trần Ngọc Tuấn nêu ra quan điểm của ông như sau. Cái cách né tránh nói là cuộc chiến tranh biên giới. Thế như vậy, chẳng lẽ những người lính Việt Nam cầm súng bắn vào biên giới hay sao? Biên giới nào nghe rất là vô lý. Lãnh đạo Việt Nam bây giờ rất là ngại Trung Quốc, sợ mất lòng Trung Quốc. Trong khi đó thì Trung Quốc lại họp kỷ niệm ngày cuộc chiến đánh vào Việt Nam. Mà bản thân cá nhân tôi khi đi thắp hương ở chỗ gọi là Đài Tưởng Niệm Liệt Sĩ Bắc Sơn giữa trung tâm Hà Nội v.v. An ninh còn ngăn cản chúng tôi mà chúng tôi đi rất hiền lành, mang bó hoa, mang quê hương đến cứ bị xua đuổi. Chứng tỏ có chỉ thị của cấp trên, họ tránh những cái đấy, còn nếu lịch sử thì không bưng bít được đâu, không thể bưng bít được. Đảng dù cứ muốn xóa ra khỏi tâm thức của người dân cũng không thể xóa được, không thể đục đẽo, phải nói đúng cái tên của đối tượng. Đấy là bọn Trung Quốc xâm lược, phải nói thẳng như thế luôn. Không thể bưng bít được, cứ muốn phá ra khỏi lòng dân. Nhà văn Trần Ngọc Tuấn đã chia sẻ như vậy. Theo nhà văn Trần Ngọc Tuấn, việc không đưa cuộc chiến tranh năm 1979 vào chương trình giảng dạy của sách giáo khoa có cái hại rất lớn là nhiều trẻ em không hiểu biết là có một cuộc chiến tranh Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Đây là hình ảnh bệnh viện huyện Trùng Khánh, Cao Bằng bị quân Trung Quốc tàn phá vào tháng 2 năm 1979. Việc làm này của nhà cầm quyền đã vô tình cướp mất lòng yêu nước và tinh thần cảnh giác chống lại Trung Quốc, kẻ âm mưu xâm lược, âm mưu bành trướng biến Việt Nam thành chư hầu, ông nói tiếp như sau. Trong khi đấy thì lại nói về bà Trưng, bà Triệu, nói về những cái lịch sử này và lịch sử khác, đánh nhau với Pháp, với Mỹ thì nói rất là kinh, còn nói nhiều hơn nữa, cái đấy tôi cho là không công bằng. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đem quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước. Cuộc chiến kết thúc khi Trung Quốc tuyên bố rút quân vào ngày 16 tháng 3 năm 1979. Có tổng cộng 9 quân đoàn và 2 sư đoàn tiến chiếm lại tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hòa Liên Sơn, Lai Châu, Quảng Ninh và Hà Tiên. Trung Quốc sau đó đã tuyên bố đạt được chiến thắng về chính trị và chiến thắng chung cuộc, đồng thời khẳng định quân Trung Quốc đã có thể tiến thẳng tới Hà Nội nếu muốn. Phía Việt Nam cũng khẳng định đã giành được thắng lợi oanh liệt trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, chống bọn bá quyền Trung Quốc ở biên giới phía Bắc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Theo giảng viên Đại học Đinh Kim Phúc, cho đến nay ở các cấp phổ thông trung học thì cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc chỉ được nhắc đến một dòng ở trong sách giáo khoa lịch sử mà thôi. Đây là hình ảnh quân đội Việt Nam đang chuyển quân ra Cao Bằng để đối đầu với Trung Quốc. Còn đối với đại học, trong các chương trình, ví dụ như lịch sử các nước Đông Nam Á, lịch sử ASEAN hay quan hệ quốc tế khu vực, thì tùy vào bản lĩnh của giảng viên mà sinh viên có thể biết được sự thật hay không về cuộc chiến tranh này, ông nhận định tiếp như sau. Theo tôi được biết, một lý do chủ yếu mà cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc vào tháng 2 năm 1979 không được nhắc đến, có thể vì những cam kết từ hội nghị Thành Đô là cả hai phía đều không nhắc lại quá khứ để mà xây đắp tình hữu nghị trong tương lai. Chính vì những cái cam kết như vậy mà sử học Việt Nam đã bỏ trống một giai đoạn lịch sử hào hùng cũng như tang thương của dân tộc Việt Nam trước sự xâm lược của Trung Quốc từ tháng 2 năm 1979 và kéo dài tận 10 năm sau đó mới chấm dứt. Và trong 10 năm xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam, không chỉ có những cuộc xung đột vũ trang đẫm máu ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc mà còn có một sự kiện khác nữa. Đó là Trung Quốc đánh chiếm cụm đảo Gạc Ma của Việt Nam vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Câu chuyện này không khơi dậy lòng hận thù để hướng tới tương lai, nó khác với việc nhắc lại các biến cố lịch sử. Chính vì những biến cố này, chúng ta mới rút được bài học kinh nghiệm
đối xử lại với Bắc Kinh. Mặc dù chính phủ có thể cho phép các cuộc thảo luận cởi mở hơn về cuộc chiến trên các phương tiện truyền thông nhà nước, nhưng việc giảng dạy toàn diện hơn về cuộc chiến này vẫn chưa được thực hiện. Đây là hình ảnh người dân quân Cao Bằng áp giải tù binh Trung Quốc. Thầy giáo Ngọc Sơn ở Sài Gòn thì chia sẻ: "Nó chỉ là đưa thông tin lên thôi chứ không có nói kỹ, cũng không dám nói là chiến tranh xâm lược của bọn bành trướng Trung Quốc mà chỉ nói là chiến tranh biên giới." Họ giấu giếm những từ mà họ cho là nhạy cảm. Ngay cả mấy ông chủ trì viết sử cũng phải hỏi chuyên gia Trung Quốc, cũng phải có thỏa thuận. Mấy ông viết lịch sử không phải để cho con cháu sau này hiểu về lịch sử, mà phải viết để phục vụ chính trị. Nếu những người viết sử có trách nhiệm, có tấm lòng với dân, với nước, thì càng phải viết cho rõ ràng vấn đề. Tại sao thời kỳ nào cũng viết rất rõ ràng, thậm chí còn thêm mắm, thêm muối, mà thời kỳ chiến tranh Trung Quốc xâm lược lại không dám ghi? Đây chính là câu hỏi được đặt ra với nhà cầm quyền tại Việt Nam. Chính nhờ thời bấy giờ, đó là những năm 70, năm 80, lúc đó báo đài cũng lên án mạnh mẽ bọn Trung Quốc xâm lược. Mình thì nghe được qua radio thôi, còn sau này lại im re hết. Một nhà báo quan sát cho rằng từ sau hội nghị Thành Đô, Việt Nam đã đưa cuộc chiến tranh xâm lược và chống quân xâm lược ra khỏi sách giáo khoa, không có một buổi lễ kỷ niệm chính thức nào về ngày lễ này. Còn báo chí mỗi năm tùy theo tình hình chính trị mà được nhắc đến nhiều hay ít. Đây là hình ảnh người dân Hà Nội biểu tình chống Trung Quốc và tưởng niệm 37 năm ngày chiến tranh xâm lược Việt Nam của Trung Quốc. Đó là vào ngày 17 tháng 2 năm 2016. Theo bài viết có tựa đề "Tại sao Việt Nam không dạy về chiến tranh Việt Trung trong môn lịch sử" của tác giả Travis trên tờ Diplomat hôm 9 tháng 2 năm 2022. Phiên bản vào năm 2001, sách giáo khoa lịch sử lớp 12 kể lại cuộc chiến tranh chỉ trong 24 dòng ở cuối cuốn sách. Đến phiên bản vào năm 2018, giảm xuống chỉ còn có 11 dòng. Ngoài ra, phần mở đầu Hiến pháp năm 1980 của Việt Nam đã gọi Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm của Việt Nam. Tuy nhiên, cụm từ này đã bị loại ra khỏi Hiến pháp vào năm 1980 và năm 1988 để mở đường cho quá trình bình thường hóa quan hệ song phương. Vào năm 1991, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc chính thức bình thường hóa với phương châm 4 tốt là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt và 16 chữ vàng là láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Tuy bình thường hóa về quan hệ, nhưng dường như Trung Quốc không thực sự coi Việt Nam là bạn, mà luôn khống chế Việt Nam, coi Việt Nam là một nước chư hầu của mình. Về phía Việt Nam, dù nhà nước đã nhiều lần yêu cầu Hoa Kỳ bồi thường tổn thất chiến tranh, nhưng lại hoàn toàn im lặng trước những hành động tàn bạo của cuộc chiến năm 1979 do Trung Quốc gây ra, với cái chết của hàng vạn người dân và binh lính.